gì rơi ạ? Hình như là cái bụi. À, đi, đi ra, đi ra, đi ra. Đồng kính chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Hiện tại Đồng đang có mặt trên ngọn núi Hải Đăng thuộc thành phố Vũng Tàu. Hôm nay Đồng được một người em, cũng một kênh YouTuber, là một người em kênh Hóng Biến 24 giờ. Hôm trước thì em ấy có tới đây quay và gặp một cái sự cố về tâm linh rất là ghê rợn. Khi em ấy gửi một số thông tin hình ảnh cho Đồng và khuyên Đồng không nên tới đây, vì khi em ấy tới đây đã gặp một con quỷ đỏ rất là ghê rợn luôn. Và thật sự là em ấy khuyên Đồng chân thành là không nên tới khu vực này, vì ở đây em ấy đã tới quay và lỡ vào và lỡ gặp. Và có một điều đặc biệt nữa là em ấy có chia sẻ cho Đồng là đêm hôm qua, sau khi buổi chiều em ấy đi quay về, thì nguyên đêm đó em ấy không ngủ được vì bị giống như một con quỷ đỏ theo em ấy và giống như đè suốt đêm luôn. Em ấy chỉ ngủ được khi ôm trong mình một bức tượng của một vị sư thầy ngày xưa tặng em ấy. Và khi Đồng bước vào đây thì có vẻ gì đó cũng rất là rùng rợn luôn, rất là âm mưu. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng Đồng đi tìm hiểu và khám phá nơi này nhé. Và thực sự khi hai anh em bước vào đây thì cái cung đường này chắc rất ít người đi lại. Nó giống như một cái lối mòn quý cô chú anh chị. Cỏ cây mọc tùm. Và hai bên này không biết đây là cái lô cốt hay là những ngôi mộ nữa. Nhìn có gì đó rất là lạ luôn. Đây có vẻ giống như một cái khu căn cứ ngày xưa. Ở phía dưới này đây thì nó giống như có một cái tầng hầm bí mật này. Giống một cái tầng hầm hay cái địa đạo gì đó. Có gì điều gì đó rất là kỳ bí ở nơi đây. Thật sự mới bước vào thì em có cảm giác như giống như lời người bạn chia sẻ đấy đó. Đây không biết phía dưới này là cái gì ta. Không lẽ một ngôi nhà giống như tầng hầm dưới lòng đất. Nhìn rất là kỳ lạ luôn. Ui. Không biết là những cái này là cái gì ta. Cái lô cốt hả? Hay là những ngôi mộ nữa. Vẻ bề ngoài thì giống như ngôi mộ, nhưng mà ở đây có những cái lỗ thông hơi. Thì em nghĩ đây là một cái lô cốt của ngày xưa để lại. Đây có cái lỗ thông hơi này. Hồi nãy đến giờ em đi thì gặp 3 hay hoặc cả 4 cái lô cốt rồi. Và những cái bức tường này này được xây dựng có gì đó rất là kiên cố. Anh ở dưới này giống như cái đường hầm dưới này anh này. Anh nghĩ là ở dưới là một cái căn hầm trải dài luôn. Từ cổ xuống luôn. Anh nghĩ là gì? Còn có lẽ đây là một căn hầm bí mật hay là thời khá lâu rồi. Không, em nghĩ là dưới này tầng hầm, còn trên này là giống như lỗ thoát khí ha. Không, ở đây giống như là một cái máy vườm để cho mát, mát gì đó. Cũng có cái lỗ thông hơi, hồi nãy em có tìm thấy một những cái lỗ thông hơi này. Cái này được lộ thiên. Hả? Cái này được lộ thiên thì chứng tỏ là một cái nơi là người ta không cần phải kín đáo, nhưng mà nằm vị trí núi. Anh nghĩ là giống như cái thời chiến tranh ngày trước, đây là những cái nơi quân sự đặc biệt để mà nhìn ra hướng biển của Vũng Tàu, để canh tàu địch gì đó, hoặc có thể là ngăn ngừa những cái... Anh em mình tìm đường đi xuống đúng không? Em thấy hay á. Ở trên, vị ở trên đó. Mình chưa đi lên hết mà. Mình đi trên trước rồi. Xuống là không biết đường nào xuống đây nè. Có. Mà xuống là thấy có chỗ thờ cúng cũng khá là đặc biệt. Ở dưới đó hả?
thì anh em mình cứ xuống đi rồi xin phép. Mình tới đây một xíu nè. Cây này là cây cây hoa gì nè anh? Anh nghĩ là móng dòng hay lưỡi hổ gì á? Lưỡi hổ. Hồi nãy đến giờ em đi là gặp bốn cái như vậy đây này. Em cứ nghĩ là ngôi mộ không, nhưng mà không phải. Giống là máy vòm của căn hầm dưới kia. Vào đây anh cảm giác gì đó, âm u không? Nó rợn rợn. Buổi chiều là nghĩ là chắc khó ai dám vào đây lắm. Ui đây cái gì vậy ta? Ở đây có mấy tầng luôn. Cái này cái đây gì? Là có một cái phòng. Em thấy ở trong đó có chiếu kìa. Ở trong đây nơi thờ cúng, hai bên tại sao thờ cúng nhiều ta? Ui. Và có những cái một cái cây bồ đề mọc ôm lại, giống như nơi đây sẽ gọi là nó thành một cái ngôi miếu luôn. Có bậc thang lên nhưng mà đâu có lên được đâu. Nào em thấy không? Sao ạ? Tại vì có cái gì đâu lên đây, leo qua cửa sổ thì rất là nguy hiểm, dớt liền. Ở đây cũng có tầng xuống nè, nhưng mà nó bị gãy gánh nữa nè. Nó bị gãy nữa rồi. Không, nhưng mà rất có thể nào. Nếu mà anh em mình đi là đi xuống vòng đường kia anh. Vòng cái đường này nè. Chỉ có quay tầng dưới, không lên được tầng trên. Hả? Ở đây anh thấy là có, trong đây cũng có miếu nè. Giống như miếu vậy đó. Đâu đâu? Rồi. Đó, có đèn nè. Cô chừng té. Rất là cao nên mình là với đứa em đây phải cẩn thận đó nha. Và có ông ở trong, ông bồ dễ trong treo leo lô bồ kìa. Thật sự mà nói khi mình xuống mình chỉ xuống được tầng này. Thì mình đi vòng được kia. Cái cầu thang này lên là bắt buộc phải leo lên kia. Không, nếu mà xuống lên cầu thang này này. Mà cầu thang này đó, không biết là chắc hay không nữa nè. Em nghĩ chắc còn sắt thép kìa. Nhưng mà mình phải đi vòng đường kia mới xuống được. Ừ. Ôi, đây có thể ghi lại cái sự tích của nơi đây này. À đúng rồi, đây. À. Khi nhìn là mới thấy rõ nè. Nãy giờ anh không để ý luôn á. Ở đây sao để là phục phục len. Cảm tạo hay cảm tác hay? Cảm tác. Cảm tác hả? Nơi thanh vắng. Thanh vắng. Ngồi buồn thổ lộ. Cho bỏ hết biết khổ lo tu. À, ta đối gì? Ta đối hả? Cái đò khuyên hết sĩ du. À, ráng cái này ngày là tốt công. Công phu sám hối. Em nghĩ cái này giống như của một người nào lên đây. Anh nghĩ là có khả năng viết vào năm 1998. Hơn 20 mấy năm trước, 24 năm trước. Dạ. Thì anh nghĩ có khả năng đây là một cái nơi mà có một người nào đó đã từng lên đây để tu hành. Không, hơn 20 năm trước. Đúng không? Tôi xưa nay vì khối sẻ tiều, mặc dù ở đây là những dòng chữ là nó có chữ được chữ mất cả nhà, nên mình không thể nào mà đọc trọn vẹn những cái câu đó hết được. Mình nghĩ đây là của một cái vị nào đó ẩn tu trên đây. Ở đây là mình ghi là có chữ bần sĩ vô danh. Bần sĩ giống như một người sĩ tu ha anh ha. Bần sĩ vô danh nghĩa là một người giống như người mà tu đạo thì gọi là tu sĩ. Mà bần sĩ thì giống như những người bần là nghèo á. Ở trên người đây thấy có một số chữ đó. Anh đi cẩn thận đó nha. Chỗ này em thấy nó ghê. Ở đây mà anh thấy có tấm chiếu, có lẽ là của vị sĩ tu đó từng ngày xưa ở đây. Theo em nghĩ là bần sĩ, tu sĩ là một người đi tu. Bần sĩ là một người nghèo mà tự tu hả? Ở đây thì có một số chữ. Trong thâm tâm của mỗi con người, ai cũng có một nỗi buồn làm sao. Quên đi nỗi buồn của tôi. Tuấn Phong, hay là có những bạn nào mà thất tình không? Anh nghĩ có những bạn nào thất tình không? Quên đi nỗi buồn của tôi ha. Và vẽ hình dưới đó là một là thất tình, hai là buồn phiền gia đình. Ở đây là có một trái tim. Tấn Phong. Mũi quá nhỉ. Mũi mà nó bay. Ở đây trời. Có chiếc chiếu này. Và hình như em thấy cái cầu thang để ra cây bồ đề này. Đúng rồi. Cây bồ đề là cổ thụ lắm á. Nó bao nguyên một cái này luôn là biết không ạ. Nhìn khá là hoang sơ luôn. Tại vì cái thời trước mình nghĩ như là có người tới đây. Và sau này là lâu quá không ai tới nữa.
Ui, bên này có cái hang hồi nãy Thông đi đâu ta? Vô đây nè. Một cây bồ đề rất là khổng lồ này. Thì một cái căn phòng ở đây mình đã khám phá xong. Vô thì không có gì, chỉ còn tầng hầm và những ngôi miếu như thế này. Nhưng mà ngôi miếu gì lại không có đường qua cả nhà. Còn một cái nữa, hai bên luôn. Hai bên là có mà lúc trước sao ta, ai thờ cúng ở đây ta? À, cái vị đó ta. Chắc cái vị đó hoặc là... gọi là cái vị tu sĩ ẩn danh đó. Giờ anh ơi, em thấy anh em mình đi đường kia kìa. Đâu? Là đi xuống cái lối đi dưới này này. Sẽ đi được qua đó đó. Rồi đi xuống đây. Gọi là để xuống thử cái tầng hầm là coi thử có gì không. Hai bên luôn, một trải dài nha. Ở đây cái đầu, ở phía kia một cái đầu. Và có trải dài xuống dưới kia kìa. Bên kia có luôn kìa. Em thấy cái cây mê nè. Không biết cái ngọn gió nó đi một luồng sao mà có lá lắc rất mạnh nha. Có lá lại không có dung lắc gì hết. Đây, ngày xưa có cái cầu thang đi xuống này. Đây đây đây, lối này đi luôn. Đây, đây. Cũng em được luôn. Thứ. Chắc em nghĩ cầu thang này chắc mà. Có lối cầu thang này. Đi thôi. Cẩn thận nha. Không, em nghĩ cầu thang này chắc lắm. Thì giờ đứa em đi cùng mình đã xuống trước rồi cả nhà. Mọi người thấy cái độ cao của nó khi té xuống cũng khá là nguy hiểm chứ không đơn giản. Xuống đây có gì đó nó lạnh lạnh. Chắc là do thấp, ẩm thấp. Một là ẩm thấp, hay là những cái khu hang ở đây. Đấy, hôi quá. Đi đi. Thôi dầu. Hôi mũi, hôi mũi dữ lắm, mũi nó cắn xương mặt hết rồi kìa. Cắn em không? Cắn xương mặt rồi kìa. Mình thôi dầu sơ sơ hai cái tay với là ngay cái cổ mình. Cái số khuôn mặt không là nó cắn từ lưỡi hết giờ. Thể sốt xuất huyết ra luôn. Thì có chứ. Mũi không mũi mà mình nghĩ khu rừng này có ai tới đâu. Mũi mồm xung quanh. Anh em mình tiếp tục đi. Bây giờ thì cũng xế trưa rồi, 12 giờ. Đúng 12 giờ. Ê, liệu người em Hóng Biên nói gặp quỷ đỏ ở chỗ nào ta? Anh cũng không biết nữa. À, không lẽ trong cái miếu kia? Mà thấy cái cây me kia lạ không? Nó lắc đúng một nhành luôn. Lắc kia vậy. Rất là lạ. Thấy không? Không biết là mọi người thấy không chứ hướng tây mình chỉ có một gốc me. Lạ thì hồi nãy mình ở trên là anh thấy rồi đúng không? Nó cứ lắc đúng một cái gốc đó thôi. Một cái nhành đó thôi. Còn xung quanh là nó lắc. Nó lắc mà xung quanh không có lắc. Lạ. Xung quanh là nè, nhìn cái này rất là rõ. Lạ thì hồi nãy mình ở trên là anh thấy rồi đúng không? Và không nó xong nó dừng. Và bây giờ mình xuống đây nó lại lắc tiếp. Nó lắc mà xung quanh không có lắc. Xung quanh là không lắc chứ. Nè, nhìn cái này rất là rõ này. Cái này là giống như là nó nhịp luôn á. Rồi. Thôi thôi đi. Và bây giờ nó ngừng luôn kìa. Mình nói tới là ngừng kìa. Ôi, ở đây giống một cái tầng hầm á. Phải không? Đây có lẽ cái tầng hầm. Mà vào thì anh sợ vắng quá. Vào luôn không anh? Tại vì ẩm ướt quá. Để coi coi. Vào luôn, chơi luôn. Ui. Thì đây là cái nơi mà thờ cúng mà đứa em nói có cái gì nơi đây. Ở trên thì phải leo qua một cái gốc. Có âm bồ dẻ nữa. Phía nơi đây là có một cái ngọn đồi sâu xuống vực thẳm, ở dưới là bãi biển cả nhà. Một cây bồ đề đã ôm cái chặt cái bộ phía bên này luôn. Mình nghĩ đây là cái phòng làm việc cái thời trước á, lâu rồi thời Pháp á. Mà bây giờ thì
người ta bỏ nên cây cây, này, cây thiên là nhiên cũng... là nó đã bao phủ hết. Cây bồ đề này em nghĩ cũng lâu lắm rồi này. Em nghe tiếng động ở đâu á. Thật luôn. Ông đấy giống như ai đi theo mình ấy. Anh cũng không biết. Đi đi. Tại vì đứa em nó nói là nơi đây nó khuyến cáo trước. Thì mình cũng không biết là như thế nào. Em tò mò trong cái căn hầm. Anh sợ là phía trong căn hầm đó. Sợ trong đó đó. Một là chán giết, hai là đúng là chuyện đứa em nói, kêu đúng là có con quỷ đỏ ở trong. Không, anh nói thật. Mình có vô? Em muốn vô thì vô thôi. Anh vô? Em muốn vô thì vô. Vô? Ừ. Nhưng mà hồi nãy đến giờ em có nghe tiếng động thiệt, thật sự luôn. Giống như nó cảm giác như ai đó đang nhìn mình á. Anh cũng cảm nhận đứa em nói có khê là thật á. Em thử gọi điện coi, nó nói trực tiếp phải không? Gọi điện coi có sống không? Là... có một đứa em đã có từng tới đây quay. Nên mình muốn xác thật lại, đúng là phải không? Nó kêu về thấy mà nằm mơ luôn và thấy đúng cái người đó luôn. Có sống không? Có. Alo. Ơi, em phải cái chỗ này không? Chỗ này. Đang lắm nha, cầm lên đi. Lắm quá. Đối diện đó. Chỗ này hả? Đối diện cái chỗ đó mà. Ý là biết rồi, anh qua được đây này, em thấy không? Nhìn camera thấy không? Không, bên anh không có mạng. Yếu lắm. Nhưng mà cái anh vô được rồi, dưới cây bồ đề đúng không? Dưới cây bồ đề nào? Là thấy một cái ngôi cái thấy một cái giống như cái khung nhà giống như thờ cũng hai có hai con ngựa tùm lum trên á. Ờ. Mà cầu thang nó bị gãy đúng không? Là anh vô cái nhà đầu tiên hay cái nhà thứ hai? Nhà thứ hai. Nhà thứ hai cuối cùng á. Nhà thứ hai thì đối diện đó có cái đường đi vô đó, đối diện xéo. Ờ đúng rồi, anh đi theo cái đường đối diện rồi. Là bây giờ anh vô tới chỗ rồi. Anh vô tới chỗ là em gặp cái gì? Đúng rồi. Em gặp cái gì? Ở trong đó ngay cái đầu tiên á có ba cái phòng nhưng mà cái phòng chính giữa đó là nó có cúng cái tấm vải đỏ đó ở đó là có cái phòng chính giữa đó đúng rồi, ngay chỗ đó, cái phòng chính giữa đó ở trong đó có với cái học thứ hai ở cuối cùng luôn là có cái gì cà lâm quá. Con Quờ, có bà Quờ. À rồi, hiểu rồi. Anh ở đó em không tiện nói. Rồi. Rồi thôi nha. Xong chạy qua đi. Không phải em cào lâm mà tự nhiên sợ. Thì mọi người vừa nghe một cái bạn đã từng tới đây quay và đã từng thấy luôn. Thì mọi người biết rồi. Anh em mình đi là thứ nhất là tìm kiếm, thứ hai nữa là các bạn cùng với nhau. Có gì hay ở chia sẻ cùng nhau để quay thì có lẽ là nơi đây, nhưng mà cái tấm vải đỏ nghĩ là phía bờ đầu kia, ý là cái nhà đầu kia, đúng rồi, nhưng mà cái chỗ này nhìn cũng có gì đó là rất đúng là... rồi, hay là mình thắp nhang trước rồi quay. Ừ, thắp nhang trước đi. Cái chỗ này thì người em đi trước chia sẻ thì có gì đó rất là ghê, nên khi hai anh em tới đây cũng có cái gì đó chùn chân này. Đi anh. Vào đi. Hơi tối. Lắp xíu đèn này. Muối mà khùng luôn á đồng ơi. Ui giời. Chỗ nó bu nguyên một người mày luôn rồi. Bu nguyên ngoài sau lưng á, nguyên một người luôn. Chỗ kia sao có một cái áo á. Vô đây lạnh người luôn anh.
thì nơi đây cái cầu thang này á, nó lên nhưng mà ngay đây nó không có lan can để bước vào cả nhà. Muốn lên nó phải ở trên, phải leo một cửa sổ. Mà ở cửa sổ là có một cái tổ ong hay sao? Nãy anh vừa qua thấy có tổ ong đâu rồi. Anh có lên không? Không, nó chít nửa giờ. Ở đây thì mình thấy trên là có hai, một cái bàn thờ và hai chú người trắng ở trên đây. Có chân ống nha, nãy như anh thấy có tổ ong bồ vẽ. Mình nghĩ đây có lẽ là một cái vị cư sĩ ẩn danh ngày xưa, người ta đã từng quay, đã từng tới đây và người ta đã thờ cúng. Nơi đây đã trở thành một cái nơi tâm linh. Thì không biết là có gì trong thì mình không biết. Đây mình thấy là có một bàn thờ, phía dưới tầng dưới có một bàn thờ, một chai rượu. Rất là khó qua quý cô chú chị ơi. Nếu em muốn qua em phải đi cái đường này này. Và bước qua đây. Và nhìn có vẻ gì đó rất là ghê ghê. Ở đây bước vào rất là lạnh luôn, lạnh người luôn. Đặc biệt là cái trên này này. Và cái chỗ thắp nhang ở đây cũng rất là khác biệt. Ui, thật sự lạnh luôn quý cô chú chị ơi. Hai bên có hai chú vẫn mà ngựa. Và khu này em thấy là có rất là nhiều nhang khói ở đây. Chắc là cái gì đó rất là tâm linh ở đây. Ui, không phải đồng nói hay gì đó, vào đây nổi da gà thật sự luôn. Khi nhìn những cái chỗ này. Trên này ghê quá nhỉ. Trên này ghê lắm. Bên ạ. Đợi em xíu máy, tự nhiên lên đây bị trục trặc luôn. Ôi máy anh bị sao? Cái chỗ này cũng ghê nè. Chỗ này em nghĩ tâm linh dữ lắm. Hồi nãy thằng em nó nói là ở tầng hầm này có luôn hay sao ta? Anh có vào không? Nam Mô A Di Đà Phật. Ê, nhìn qua cái kia thấy cái áo trùm người em hết hồn. Anh đây anh vào anh thấy rồi. Cái áo chắc nghĩ là của người cư sĩ vô danh đó. Đi với em luôn đi. Giờ anh em mình đang tiến vào cái tầng hầm. Ui, như một căn nhà dưới luôn á. Như một căn nhà luôn á. Ôi ôi, dừa quá. Vào thôi coi. Ê, giống căn nhà. Ui. Cái gì đây à? Anh nghĩ là cát bụi. Ơ, đi ra. Mấy cái vỡ, miếng vỡ này nó sắp sập. Em thấy cái gì rơi trên vai, anh có vỗ vai em không? Không. Anh không vỗ nha. Coi chừng mấy cái miếng này nó... Mấy cái miếng đa anh chơi đó, anh sợ là nó muốn sập đó. Tại lâu nó vỡ một ít rồi kìa. Trời ơi. Mấy tấm đa này rơi này. Ờ, không vào được đâu. Nguy hiểm, lỗ đầu á. Đây là cái những tấm đan sắp bị dưa rồi. Cái gì ta? Nước. Cái gì vậy? Cái đó cái gì vậy? Mặt keo. Ôi, cái hầm này sâu lắm anh ơi. Đi tút ra tới ngoài kia kìa. Đúng rồi, đi sâu lắm, tút ngoài kia lần.
Hầm này rất là sâu luôn, nhưng mà cái độ đảm bảo an toàn không có. Sao ạ? Sao? Sao anh? Hả? Sao ạ? Đi lên, đi lên. Cái gì á? Hả? Anh thấy cái gì á? Thiệt hả? Ừ. Ở trong sâu à? Không lẽ con gì? Không. Thiệt sự, quý cô chú anh chị ơi, anh Dũng đi quay rất là nhiều rồi, anh ít khi mà giống như ít khi mà nói dối lắm. Mà anh kêu đồng đi ra liền. Tại vì giống như cái mặt người luôn ha. Nhìn như cái mặt người mà bộ răng này. Súng bắn. Cái dấu đó là dấu đạn bắn á. Dấu đạn á. Anh thấy thiệt lòng luôn hả? Ừ. Thấy nó sao? Nói chung là như giang hội anh nói. Mình nói đây. Thực sự đồng rất muốn vào đó luôn, nhưng mà đang vào được nửa chừng thì camera hư luôn. Người anh kéo lưng đồng lại, chắc anh thấy cái gì đó. Camera không quay được luôn. Camera không quay được luôn. Coi đang ở chế độ flash cũng nên đó. Sau khi từ đường hầm trở ra thì người anh đồng hành thì camera đó có vấn đề rồi. Không biết anh thấy cái gì mà giờ. Được chưa? Chưa được luôn à? Kỳ quá muộn. Kìa. À, dưới này có một cái tầng hầm giống bên kia nữa này. Anh. Ừ. Là thông qua bên kia đó. Được không? Chắc được rồi. Đây này, cái chỗ này này, thông qua chỗ hồi nãy anh em mình xuống. Đúng rồi, anh kêu cái tầng hầm nó thông từ đó cho tới tận đây. Cách khoảng hơn... Hơn 50 mét á. Không, hơn á. Hơn á. Hơn á chứ. Tút bên kia hả? Tút bên cái nhà bên kia. À. Qua đây thì em nghĩ là tầm... Hơn 50 mét. 70-80 mét á. À. Anh, tầng hầm này chắc chưa có ai vô đâu. Thế là ban ngày ở dưới, ban đêm lên trên. Nghĩ là người bạn của em nói có thể sự thật hay? Có thể không? Đây có thể là ban ngày ở dưới. Đi đi. Ừ, người ta. Thì lúc nãy anh em mình định xuống hầm nhưng mà có vấn đề cả nhà. Nên bắt buộc phải chạy lên lại luôn, gấp chút chạy lên lại. Mình đi qua một xíu thôi. Giống như em nghe tiếng bước chân rõ ràng luôn. Có tiếng bước chân luôn đúng không? Anh nghe không? Có. Ở nghe rõ này. Giống như ai đi theo mình á. Xe lại. Anh giỡn người luôn, mày có giỡn người sợ luôn. Nè. Anh giỡn luôn, hai cái cổ luôn. Hai cổ, hai tay anh giỡn luôn. Nè nè. Trời ơi. Ghê à? Đúng không? Em nghe tiếng bước chân.
mất rồi. Nhưng mà hình như đi theo cái đường hầm dưới này nè. Thì bởi vì anh nắm mày anh chạy lên mà, kêu sợ nguy hiểm mà. Tại đó là có chuyện gì là không có ai luôn, chỉ có anh em mình ở trên cái vùng này thôi. Không có một ai biết cả, và nơi đây là hiện tại là không ai vào nữa. Thôi mình vô đây đi. À, vào đây tí rồi mình ra kết thúc video. Mình có lấy nhang thấp không? Nhang trong nước thấp. Xe đây. Ngoài xe. Hồi nãy ở ngoài xe. À, bây giờ lấy đem đứng đây. Chừng cây cối nha. Anh nghe cái gì không? Cây kêu cắt. Để em đi lấy nhang nha. À. Lạ quá cả nhà. Cái vùng này không biết là nó như thế nào mà tí tự nhiên dựng dựng người lên đây. Ôi, gặp cái gì đó. Cả nhà ơi. Nổi hết chưa? Đừng vô tầng hầm xuống sâu một đoạn. Nổi hết chưa? Gà cái gà ốc luôn. Có cái gì đó nó. Có cái điều làm gì cho mình dùng bước luôn. Và trong đó nó. Thì lấy nhang. Vô thấp. Xin rồi. Xin được. Không biết phải mộ không nữa rồi. Chứ không phải đâu. Cái đầu em giờ cảm giác nó bị như bị lân lân. Giống như ai núm trên đầu á. Gì á? Ờ. Phải không? Thiệt. Bây giờ là em. Cái em đi cùng mình á là cái đầu của em đó giống như là bị ai nắm. Ai nắm trên đầu đó nha. Lân lân luôn. Thật không? Thật. Anh coi. Chắc trên người em cũng chắc cũng nổi hết. Ờ, nổi. Nó nổi dần dần đây hết luôn. Hồi nãy anh bị. Mà giờ tới mày luôn à. Thôi mình vô đây thắp nhang đi em. Em nghĩ có gì thiệt luôn á. Chắc thằng em kia nó không dám nói dối đâu. Ờ, nó kêu là gọi điện luôn. Lúc nãy là có gọi điện mọi người cũng nghe rồi. Rồi nhưng mà mình đi cũng khá nhiều ban ngày luôn nha. Nhưng mà ở đây cũng tự nhiên là mình dùng bước chân. À, và nó này kêu này. Là nơi đây là thiên nhất là cái bên vị trí này, này. Cái nơi mà khăn đỏ hả? Khăn đỏ. Em nghĩ là dưới tầng hầm dưới này này. Đi từ dưới. Hả? Ờ. Cô anh sắp hết pin rồi. Cô anh sắp hết pin hết thế giới luôn rồi. Thôi ráng đi quay cho hết video này luôn. Nó rất là hấp dẫn luôn. Để anh xây lại khỏi tắt. Còn mình là sắp hết pin hết thế giới cơ nha. Nên là bảo tồn một xíu. Tại không, vì em còn... cứ nghe tiếng gì trắc trắc ở đâu. Đứng xích vô, đứng mé quá coi chừng dớt. Tại dưới là đá không. Mình lên đây trước kìa. Để tính sao. Ở đây thấy cũng có người tới cúng kiếm gì. Vô đi anh, đừng có đứng ngoài này. Từ. Ở đây quan sát chứ. Ui. Xin ở đây vui lòng. Đồ cúng rất là nhiều. Được dùng hộp gà làm tanh hôi ở nơi thờ cúng. Mũi quá. Anh nghĩ có nhiều người vào đây. À, người ta cầu đề hay là cúng một cái gì đó, anh nghĩ cầu đề quá. Hơi tâm nhanh nhanh đi. Thường cầu. Thì mấy người cầu đề là gần như là người ta không sợ cái gì đúng không? Chỗ nào người ta cũng lên được. Không quẹt. Rồi thì cái em đi đồng hành cùng mình sẽ thắp nén nhang trước. Không quẹt anh đi đâu. Có trong túi quần bên đây thôi. Tại vì đi một ngày là có một người được đốt rồi cả nhà. Ví dụ hôm nay là cái em nó đốt. Thì hôm nay em nó cũng đốt luôn trong ngày. Và hôm sau nó đi thì có khi mình đốt gì đó. Chính như đốt cháy tiền vàng bạc ấy, thường là mình nghe những người người ta biết là kêu là đốt cháy tiền vàng bạc chỉ cần một người đốt thôi, không được đốt hai người. Mấy anh sắp hết pin rồi, chưa hết thế giới luôn rồi nhá. Thì hai anh em con đến đây chỉ giống như thấy nơi đây có cái tâm linh thì tôi muốn đi khám phá thôi. Không có mạo phạm gì, nếu mạo phạm gì thì mong được bỏ qua. Hồi nãy thì cũng nghe cái gì đó thật sự luôn. Ở đây kẹo bánh nhiều quá. Chắc người tới đây cũng rất là nhiều luôn. Không, cũng ít rồi, chỉ có cái người cầu nghề. Tao cầu thôi chứ còn người nhà cũng ít thì... Vậy là thằng em kia nói cái vải đỏ là nằm dưới này. Đúng rồi. Xuống không? Ok. Xuống. Xuống luôn. Đường xuống đường nào? Bên đây. Phải không? Đừng chạy nha, thấy đừng có chạy nha. Bên đây là một cái nơi thờ cúng.
đó, cũng một cũng giống như bên kia luôn cả nhà, nhưng mà không có cầu thang xuống. Đi coi chừng cẩn thận nha, bê tông là nó yếu đó. Ôi dưới này, ở đây có vẻ huyền bí hơn anh ơi. Anh bê tông yếu nha, lâu rồi. Ở đây em thấy có bụi. Ở đây là một cái vực đó nha, nó cũng to cao bằng một cái nhà thôi, nhưng mà trội đứng là một người xuống. Em Đồng này bắt đầu đi qua thì mình ở đây là mình vừa canh cho em Đồng, vừa lại một trong hai giường phải có cái gì chứ, đi là phải có gì đặc biệt ra. Đứng yên, đứng yên, lên xuống. Ở đừng có đụng vô bất cứ cái gì nè. Em không đụng đâu, ở đây có điều gì rất là kỳ lạ. Ồ, ở đây có tấm vải đỏ, đưa em kia nói. Đúng rồi. Và bên kia có một treo cái gì rất là đặc biệt kìa. Em vừa mới thấy. Cái đó là giống như của người Hoa. Đúng rồi, ở đây người Hoa, những cái tấm tấm ván trên kia khắc toàn chữ Hoa không? Ừ. Anh qua đây này, đừng có đứng đâu. Không có đứng đây được rồi. Đưa đây anh nghĩ đã từng có một thời gian thờ cúng rất là lâu, nhưng mà do bị sập, đúng không? Do bị sập mà cả nhà, rồi không có chỗ nào lên được nữa, thì người ta sẽ đã bỏ nơi đây. Đó, ở dưới là một giống như một cái căn phòng nữa. Trời ơi, bên này có cái bồ đề mới lớn nè. Đâu? Nè. Ồ, cái đó cái... không bằng mà cái kia. Cái bồ đề á. Đây coi này. Ở đây có cái miếng vải đỏ treo mà lâu quá nó mục rồi. Nó thẩm thấu vô cái miếng vách luôn. Không. Và nó không phải thẩm thấu đâu, ở đó nó phải có chuyện mà dòng chữ gì á. Không, anh nghĩ là cái miếng vải đỏ lâu quá dù nó mục nát á. Nó dính vô phía trong luôn chứ phải là cái chữ gì đó. Nhìn chỗ này rất là lạ luôn á nha. Ừ. Bước qua nó khó lắm cả nhà, tại mình rất là mập. Sao nó sập ở đây nè. Nên chỉ có đứng một góc mà quay mũi quá mũi. Ở đây là cái em đó nói là gặp cái người đó à? Gặp ở... Không lẽ ban đêm là ban ngày là ở dưới chỗ nãy anh thấy. Ban đêm đúng rồi. Ban đêm mới lên đây. Ban đêm lên đây, ban ngày dưới hầm không? Đúng. Khi ra thì em Lòng vẫn còn bên đó để quay một xíu cảnh phía trước. Cảnh tượng này thật sự nổi hết da gà luôn. Khá là lạ thì hết tóc gáy luôn á. Mình nghĩ nơi đây là một cái nơi trước của nó là nơi này giống như là một nơi quân sự. Và sau đó là tự nhiên là có nơi thờ cúng nó xuất hiện nơi đây, nơi một cái cánh rừng như thế này. Và điều đặc biệt là hiện tại là em Đồng bắt đầu lên lại. Coi cẩn thận nha. Cái này khó lên kìa. Cái mặt mày bị mũi cắn tan nát hết luôn á. Anh cái mặt anh cũng bị nhiều lắm mà không dám gãi sợ sưng. Ừ, mà thật sự mà khi mà xuống đây á. Bước lên rồi nói, nó vỡ cái tấm bê tông dưới bây giờ. Hồi nãy anh bước, tại vì anh tám mấy ký, anh bước xuống là anh cảm giác nó yếu yếu rồi. Cái mặt anh bị mũi chích nhiều không? Nhiều lắm, em nhiều không? Nhiều, cả đống luôn. Nguyên cả cái mặt luôn. Thực sự là khi xuống đây quý cô chú anh chị, bước vào căn nhà kia em rợt hết tóc gáy luôn. Nhiều khi nhìn cái tấm vải đỏ, hình như cái chỗ đó là chỗ thờ cúng của người Hoa, chứ không phải người Việt mình đâu. Không lẽ trước đây có một vị ẩn tu người ẩn Hoa tu ở đây? Lúc nãy là mình tới, mình gặp cái chỗ khúc đầu tiên, yeah. Đúng không? Chỗ khúc đây thì có bần sĩ là... gọi là bần sĩ. Bần sĩ là một người nghèo mà tu ở đây gọi là bần sĩ. Ngồi đây hôm nay mình cũng vừa quay xung quanh cái nơi đây qua cái thông tin của một cái em YouTube trước là từng tới đây quay, thì mình cũng đã quay muốn hết rồi, tại vì dưới tầng hầm nó có một cái nó rất là khó nói, tại vì mình đang ở vị trí này, khi xuống thì mình lại kéo Đồng ra ngay lập tức luôn. Nó có nhiều cái lắm, nói chung đi lúc tâm linh nữa, mình không biết phải diễn giải như thế nào cho mọi người hiểu, nhưng mà có những cái mình nên quay và có những cái tuyệt đối không nên quay.
và hai nữa là nơi đây nó khá là vắng à. Nên mà nãy em xuống em cảm giác như thế nào? Em cảm giác nói chung là người em cũng nó khác lắm, giống như có cái gì đó mà trước giờ mà không có diễn tả được. Là sao? Ý là nó giống như cái gì đó đầu nó lân lân giống như ai nắm cái đầu kéo lên. Em không hiểu luôn, trước giờ em chưa bao giờ gặp như vậy. Rất là khó diễn tả luôn á. Anh nghĩ nơi đây có khả năng là có cái gì đó cả nha. Có một thứ gì đó mà mình cũng giống như em đã nói, đến mức mà gọi điện mà em đó cũng không dám gọi điện nhắc cái tên đó ra. Thì mọi người cũng đã biết như thế nào rồi. Thì bây giờ tại thực sự mà nói là còn những thứ rất là đáng để tìm hiểu, nhưng mà mình hứa một ngày nào đó mình sẽ đến lại và đi xuyên suốt dưới lòng hầm luôn cho mọi người xem và nơi đó đích thực là có cái gì. Mình sẽ nói cho mọi người biết khi những cái mà mình thấy. Tại vì cái thẻ nhớ của mình với là pin của mình nó không cho phép được nhiều cả nhà. Tại vì cái lịch của mình là không tới đây quay, không có tới cái vị trí thì quay, và khi tới rồi thì được một em giới thiệu tới thôi. Nên là sợ là không còn pin để quay những cái mình muốn quay nữa. Nên là video của mình sẽ đến đây là kết thúc. Hẹn mọi người một cái ngày nào đó thì sẽ đến lại cái vị trí này và khám phá rất là chính chi tiết từng chút luôn, để cho mọi người xem là có những cái, có những cái đó nó còn tồn tại tại đây hay không. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Còn em thì sao? Em cũng thật sự là muốn xuống giữa cái tầng hầm đi cho hết tầng hầm đi. Nhưng mà hồi nãy khi em đang đi nửa chừng đúng không? Thì anh kéo em ra và anh đã thấy cái gì đó. Tại em mãi quan sát ở trên đầu, còn anh quan sát thẳng tới. Anh là quan sát từ xa thẳng tới, không có quan sát đầu. Là khi mình nhìn là đúng cái đó là cũng nguy hiểm về đầu, hai nơi vắng. Nhưng mà khi với mà... lại là không phải là mình sợ hãi cái điều gì, mà em thấy cái đường hầm nó giống như muốn sụp đổ, nó bê tông ở trên xuống thì xuống khá nguy hiểm. Nên em ban đầu là cứ nghĩ là anh là kêu em ra vì là bê tông hay gì đó. Nhưng mà khi anh nói nhỏ này, anh không dám nói ngay vị trí đó đúng không? Lên anh nói thì em mới hiểu. Rồi chắc hai anh em mình sẽ hẹn một dịp nào đó đi sớm hơn và chuẩn bị nhiều thứ hơn, đèn pin, pin đầy đủ và khám phá mọi chi tiết ở cái khu này ha. Khu này đúng. Em có thấy có cái anh gì đó anh cũng có rất linh hay. Cảm thật ra bây giờ mà nhắc tới là không biết như thế nào, nhưng mà toàn cơ thể của mình luôn cả nhà là nó đang nổi dần dần khắp cả người luôn. Tại vì mặc áo dài tay ngắn tay, nhưng mà anh cái này lúc này anh đang nói thật lòng luôn nha, là nó đang nổi dần dần cả nhà. Nhìn cái mép tay anh có là biết à. Có, cái quanh cổ rất là nhiều. Nó hiện lên, nó sẽ hiện lên. Và đây là ban ngày cả nhà nha, khoảng hơn 12 giờ trưa, gần 1 giờ rồi đúng không? Đó, chứ không phải là ban đêm nha. Thì không biết là ban đêm là nó còn cái gì nữa là. Thôi chắc anh em mình di chuyển đi. Thôi đi luôn. Anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đồng chắc cũng xin phép kết thúc video tại đây. Thật sự xin lỗi quý cô chủ, chú anh chị vì cái video không được trọn vẹn. Tại vì mới đi có hơn một quãng đường của tầng hầm thôi thì lại chạy ra. Đồng kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng nhé.